Dạ vâng, xin chào toàn thể các bác đam mê chơi BCB các bác nhé. Hôm nay bên shop tiếp tục lên giới thiệu cho bác một số cái mẫu van bình giá rẻ các bác đấy. Nói đến van bình thì bây giờ rẻ quá các bác. Các bác có biết là bây giờ một bộ van bình này rẻ hơn do trước vài trăm nghìn các bác nhé. Đấy. Thì không phải để các bác chờ đợi lâu, em sẽ giới thiệu chi tiết cho các bác về cái mẫu bình nhôm trước các bác nhé. Đây, cái mẫu này là bình nhôm đít tròn các bác nhé. Bình nhôm đít tròn. Con này thì giá quá rẻ các bác đấy. Bình nhôm đít tròn thì bây giờ em đang bán giá bao nhiêu? 650.000 các bác nhé, 650.000 bình nhôm đít tròn. Đã bao gồm ship đến tận nhà cho anh. Mà anh em nào mua cả van nữa thì em tính cho bác bình nhôm tròn chỉ có 600 thôi các bác nhé. 600 bình nhôm đít tròn. Đấy, quá rẻ đúng không các bác? Đấy. Không thì các bác mua lẻ cũng bán cho bác 600 luôn nhé. Bán cho bác giá này, thực ra là em còn một chút hàng tồn thì em bán cho bác giá rẻ nhé. Nó là bình nhôm mới 100% chưa được hộp các bác nhé. Đấy. Cái này có đầy đủ size 035, 042 và 0.45 các bác nhé. Đấy, thì các bác muốn lấy cái nào được. Cái này sơn alloy trong ngoài cực đẹp nhé. Bình nhôm đi tròn thì là đảm bảo cho bác là an toàn tuyệt đối khi các bác chơi nhé. Không bao giờ các bác lo nó bị quá hơi quá áp, nó nổ hay xịt nọ kia nhé. Đấy, thanh lý cho em 600.000 cái bình nhôm đít tròn, số lượng còn vài chục cái, bác nào nhanh tay thì đặt hàng luôn các bác nhé. Đấy, đến nơi các bác kiểm tra hàng trước khi thanh toán, hàng đúng mẫu mã, đúng mô tả, đúng sản phẩm các bác nhận hàng cho em. Còn bây giờ thì em lên cho bác một số cái mẫu van. Hôm nay lên cho bác toàn cái mẫu van hàng khủng long, giá sinh viên các bác, giá nhà nông đấy. Đây, đầu tiên thì lên cho các bác và anh em cái van cricket, van Z các bác nhé. Đấy, van Z này để cho anh em chơi những con hạng ngắm này rất chi là thích đúng không? Con van Z này thì là van hộp mở các bác nhé. Van hộp mở có 3 lỗ xả này. Van Z hộp mở, cái van này bây giờ em đang bán giá công khai cho anh em 850.000 các bác nhé. 850.000 bao ship tận nhà cho anh em, đến nơi anh em kiểm tra hàng trước thanh toán, khi thanh toán đây. Các bác lưu ý cái van hộp mở thì luôn luôn sẽ có cốc test áp và phiên bản rồng các bác nhé. Đấy. Cái van Z này thì để cho anh em chơi những cây hạng ngắm nó rất là tuyệt vời. Trước đây các bác sờ vào con này thì giá nó khoảng độ tầm triệu hơn triệu kém nhé. Giờ để cho anh em 850.000 rẻ quá các bác đấy. Nên các bác nào mà chơi vào thời điểm hiện tại thì là giá cả nó rất chi là hợp lý đấy. 850.000 con van Z nhé, dành cho anh em chơi những cây hạng ngắm đấy. Còn là nếu bác nào mà muốn khoang áp lớn, to, khỏe thì các bác lấy con van độ cho em nhé. Con van độ thì bây giờ đang khuyến mại cho em 1.1 triệu các bác nhé, van độ. Cái này là van cricket hộp mở, đã có độ sẵn khoang áp lớn nhé. Mà cái này là độ là bên công ty họ làm sẵn rồi các bác này. Đây, cricket này USNO PK5657 nhé. Đấy, cái này họ độ sẵn cho mình rồi các bác nhé. Đấy, van này là van đời mẫu mới 2023. Đây, con này thì là van độ nhé. Giá thị trường đang là 1.200.000, hôm nay bán cho anh em giá cạnh tranh 1.1 triệu các bác nhé. 1.1 triệu bao ship tận nơi, đến nơi cho bác kiểm tra trước khi thanh toán. Còn nào các bác nào lấy cái mẫu van cao cấp nhất thì lên cho bác cái van cricket hộp rút các bác nhé. Van cricket hộp rút này các bác phân biệt này, có 4 tỷ xả đằng trước đấy, 4 tỷ xả các bác nhé. Đấy, các bác di tay chữ cricket, cái này là họ khắc chìm, mình di tay nó sẽ thấy vân gồ ghề lên các bác nhé. Đấy, còn như tinh cái loại rẻ tiền này thì là họ phun sơn mình di tay thì nó vẫn nhẵn nhé. Đấy, cái này mình di tay là nó sẽ đây, cái này chữ này là họ khắc chìm nhé, kể cả cái USA đây 221134 họ cũng khắc chìm luôn các bác nhé. Đấy, cái mẫu van cricket hộp rút này em đang bán giá là 1.800.000 bao ship tận nhà cho anh em nhé. Bác nào mà muốn mua được một mức giá tốt hơn thì vui lòng gọi điện trực tiếp đến hai đầu số trên của shop để ép giá nhé. Đây đều là những cái mức giá đang niêm yết và bán trên thị trường các bạn đấy. Hôm nay xả kho thanh lý cho anh em giá cực rẻ nhé. 1.8 triệu có thương lượng thêm, 1.1 triệu là không có thương lượng, 850.000 là không có thương lượng, 600.000 cũng không có thương lượng các bác nhé. Đấy, cái này 1.8 triệu có thương lượng. Các bác nào muốn mua hàng thì gọi đến hai đầu số của shop để đặt hàng các bác nhé. Đấy. Thì bên em chuyên cung cấp tất cả các loại linh phụ kiện để cho anh em đam mê chơi BCB các bác nhé. Đấy, các bác nào thích cành củi các thứ, cả cây cũng có hết các bác. Đấy, thì bác nào muốn đi sâu thì các bác gọi điện đến hai đầu số của shop để đặt hàng các bác nhé. Đấy, còn bây giờ thì em xin kết thúc video tại đây. Xin chào và hẹn gặp lại anh em trong những video sau.
Chúc các bác luôn luôn khỏe, gia đình hạnh phúc. Cảm ơn các bạn theo dõi video.